Phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed là cơ sở y tế chuyên sâu chăm sóc sức khỏe cho nam giới chất lượng hàng đầu hiện nay, tọa lạc tại số 354 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Với vị trí ngay tại mặt đường trung tâm nên rất thuận tiện cho việc di chuyển, tìm kiếm dễ dàng. Ra đời với tiêu chí về sự an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed tự hào là điểm đến tin cậy của nam giới trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. So với các cơ sở y tế khác, phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed có những ưu thế vượt trội về rất nhiều yếu tố như chất lượng chuyên môn. Chất lượng chuyên môn là yếu tố tiên quyết hàng đầu mà chúng tôi mang đến cho bệnh nhân và cũng là điều khiến chúng tôi tự hào nhất bởi sở hữu đội ngũ y bác sĩ đồng ngành như thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quốc Khánh, hiện là bác sĩ chuyên gia ngoại tiết niệu, nam học của Bệnh viện Bạch Mai. Tiến sĩ Trần Quế Sơn, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Thạc sĩ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, phó giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ. Tại Việt Nam, chuyên ngành nam học còn rất mới. Số lượng bác sĩ được đào tạo bài bản về chuyên khoa này rất ít. Và bác sĩ của Megamed là một trong số đó. Hàng năm, đội ngũ y bác sĩ của phòng khám đã điều trị thành công cho hàng chục nghìn ca bệnh, từ đơn giản cho đến phức tạp nhất ở nam giới. Cơ sở vật chất tiện nghi, khang trang. Chắc hẳn với mỗi bệnh nhân khi đến với phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed đều nhận được sự thoải mái nhất bởi không gian tiện nghi, sạch sẽ, với các phân khu riêng biệt đảm bảo tính chuyên nghiệp và riêng tư cho người bệnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi quầy đăng ký khám, nhà thuốc và phòng chờ khang trang rộng rãi, mà các phòng chuyên khoa như phòng khám bệnh, phòng tiểu phẫu, hậu phẫu và khu vực tiệt trùng đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà Bộ Y tế quy định. Hệ thống trang thiết bị hiện đại nhập khẩu toàn bộ. Tại phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed, hệ thống trang thiết bị được chú trọng đầu tư về từ các nước có nền y học hàng đầu thế giới. Với trang thiết bị này, Megamed tự tin có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh nhân với độ chính xác gần như tuyệt đối. Chi phí khám chữa bệnh hợp lý. Hiểu được những lo lắng của bệnh nhân khi thăm khám tại những cơ sở y tế ngoài công lập, từ chi phí tốn kém đến những xét nghiệm đắt đỏ không rõ ràng. Phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed ra đời với phương châm chất lượng tối đa, chi phí tối thiểu. Tại đây, chi phí được niêm yết công khai, minh bạch, cam kết không nâng giá, không kê đơn hay đưa ra chỉ định vô lý, không cần thiết, tối ưu chi phí cho người bệnh. Vì vậy, nam giới có thể hoàn toàn an tâm khi được khám và điều trị tại Megamed. Hồ sơ bệnh án được bảo mật tuyệt đối. Đối với các đấng mẻ râu, bệnh lý về nam khoa luôn là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Thậm chí, có nhiều người vì ngại lộ ra nên không dám đi khám, gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tại phòng khám Megamed, chúng tôi cam kết sẽ bảo mật tuyệt đối hồ sơ bệnh án và những vấn đề khác của người bệnh. Phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới, đáp ứng nhu cầu toàn diện nam giới khi đến với phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed sẽ được chăm sóc toàn diện về mặt sức khỏe sinh sản của mình. Nhà thuốc ngay tại phòng khám phong phú các chủng loại, không chỉ hợp lý về chi phí khám chữa bệnh mà các sản phẩm tại nhà thuốc của phòng khám cũng có giá thành thấp hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nam giới sẽ không còn phải khó khăn trong việc tìm kiếm các thuốc về nam khoa, vì nhà thuốc của chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ các loại thuốc mà nam giới cần. Ngay sau khi xét nghiệm và khám bệnh, bệnh nhân có thể mua thuốc tại quầy, khám sức khỏe nam khoa tổng quát, thăm khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến bao quy đầu, thăm khám và điều trị các rối loạn chức năng tình dục ở nam giới, chẩn đoán và điều trị hiệu quả các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, thẩm mỹ tạo hình, tăng kích thước dương vật bằng các biện pháp tiên tiến, khám và điều trị vô sinh hiếm muộn, khám sàng lọc bệnh ung thư ở cơ quan sinh dục nam, khám sức khỏe nam giới tiền hôn nhân, khám các bệnh lý di truyền bẩm sinh ở trẻ nhỏ, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán và đánh giá nồng độ hormone testosterone trong cơ thể nam giới, cùng vô số các dịch vụ khác. Liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0987 869 115.